mà thôi anh bắt làm gì nữa, anh cứ đóng rồi bắt làm gì nữa. Đừng bắt chơi nữa, em mới mua mấy con đó chứ. Ấy là mua con nó về lấy chăm chăm đi chơi thử đi nha. Được không? Thank you.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.